là một trong những hai đội mạnh của huyện Bình Chánh trong năm học vừa qua. Liên đoàn trường trung học cơ sở Tân Túc luôn tích cực tham gia các hoạt động do thành đoàn, hội đồng đội thành phố cũng như hội đồng đội trường tổ chức. Ghi nhận sự tích cực đó là đoàn giành cao trong các hội thi từ cấp huyện đến cấp thành phố. Trong hội thi đầu giỏi huyện Bình Chánh hàng năm, liên đội luôn giới thiệu các em thi xuất sắc tham gia và đạt các giải cao. Trong đó có nhiều em đạt giải nhất từ cấp huyện được tham gia vào đội tuyển thi hội thi cấp thành phố và được công nhận là thi đội giỏi cấp thành. Bên cạnh đó, liên đội luôn được liên đội quan tâm với vật chất liên đội lớp. Các năm học qua, liên đội luôn tổ chức hội thi cấp trường với 100% liên đội tham gia, qua đó chỉ chọn các cá nhân xuất sắc tham gia hội thi cấp trường năm học 2013-2014. Liên đội chính thức của liên đội đã giành chức cấp thành phố.